cổng MTP bất ngờ được thắp sáng trên đỉnh tòa nhà cao nhất Đông Nam Á. Hình ảnh tòa nhà Landmark 81 bất ngờ thắp sáng dòng chữ về Sơn Tùng MTP đang cực hot trên các diễn đàn mạng xã hội. Vào khoảng 19:30 tối ngày 18 tháng 1, tòa nhà cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á Landmark 81 đã bất ngờ thắp sáng dòng chữ Sơn Tùng MTP và Sky YLSA, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ lẫn tò mò. Ngay khi video clip ghi lại hình ảnh ấy được chia sẻ rộng rãi, các fan liền nhắc ngay đến câu rap intro của nam ca sĩ vào năm 2019, tên anh nằm ngang trên bầu trời. Theo đó, nhiều người hâm mộ suy đoán đây là dấu hiệu sắp ra mắt sản phẩm tiếp theo của nam ca sĩ gốc Thái Bình, có tên viết tắt là YLSA. Tuy nhiên, một số Sky đã trổ tài suy luận từ các chữ cái và cho rằng YLSA là tên viết tắt của sự kiện Sky Soko sắp ra mắt. Với suy đoán nào đi nữa, thì độ chịu chơi của nam ca sĩ và cộng đồng Sky quả thật không phải dạo vừa.